Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết tại miền Bắc vẫn duy trì ổn định, trời tiếp tục có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 27-30 độ. Tại phía Tây Bắc thì nhiệt độ vẫn trên ngưỡng 32 độ. Độ ẩm trong không khí lúc thấp nhất vào khoảng từ 55-65%, trời không quá hanh khô. Về đêm và sáng trời lạnh, mức nhiệt ở hầu khắp Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Đi cùng là hiện tượng sương mù tập trung ở các tỉnh ven biển. Từ ngày 15 tháng 11, khi không khí lạnh được tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam sẽ khiến cho Bắc Bộ có mưa trở lại. Với các tỉnh thành phố miền Trung, hôm nay cả miền trời chuyển nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 28-30 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 30-32 độ. Sau đó từ ngày mai mùng 9 tháng 11 sẽ có hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông, nên khu vực từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Đợt mưa này kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 11, tuy nhiên lượng mưa dự báo không lớn. Ở phía Nam, nắng cũng đang là thời tiết chi phối phụ chủ đạo tại cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 29-31 độ, còn đối với các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam sẽ là từ 31-33 độ. Đáng lưu ý là từ nay đến hết ngày 11, chiều cường tại các tỉnh thành ven biển tăng dần lên, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động từ 4,25 cho tới 4,35 mét. Chiều cường cao kết hợp với sóng lớn, khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao các tỉnh Nam Bộ. Trên biển, theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, từ khoảng ngày 19 tháng 11, trên vùng biển Philippines sẽ xuất hiện một cơn bão với tên quốc tế là Yamaneko. Dự kiến cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Philippines trong ngày 21 tháng 11. Sau khi đổ bộ, bão có khả năng tiếp tục di chuyển vào Biển Đông, có thể trở thành cơn bão số 8 của nước ta trong năm nay. Mặc dù vậy, do thời gian dự báo còn khá xa, độ chính xác chưa cao, diễn biến của bão này sẽ còn thay đổi nhiều. Vì vậy, vẫn cần theo dõi thêm trong thời gian tới.